Tiếp theo là một thông tin rất đáng chú ý. Sáng ngày 16 tháng 5 khi kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh ông Hà Đức Trường trú tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, các lực lượng chức năng đã phát hiện khoảng 600 kg nội tạng động vật hôi thối chuẩn bị được đưa vào các nhà hàng quán nhậu. Toàn bộ 600 kg nội tạng động vật được đựng trong 10 thùng xốp lớn. Toàn bộ số thực phẩm này đều không rõ nguồn gốc và đang trong giai đoạn phân hủy, thối rữa, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo trình bày của ông Trường, ông mua 10 thùng nội tạng này của một chủ xe tại thành phố Đà Nẵng và được người bán hàng chuyển đến bán tận nơi với giá 13.000 đồng 1 kg. Trước đó, cảnh sát giao thông thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bắt giữ xe khách vận chuyển gần 300 kg thịt heo được xác định là heo nái nhưng không rõ nguồn gốc, được vận chuyển để đi tiêu thụ.